Vì một thế giới mà Naruto hóa toàn, mọi người đều có thể kế thừa năng lực của Naruto để chống lại yêu thú. Và ngay từ đầu tôi đã mở khóa được mẫu Obito Kamui, có được năng lực của đứa trẻ trộm mộ. Mỗi khi mở khóa một mô đến đun của Obito Kamui và sẽ nhận được năng lực tương ứng. Chỉ là một học viên ninja, cùng lắm chỉ có trình độ ninja cấp 1. Nhìn thấy người đến chỉ là một học viên ninja, ánh mắt của Bạch Tường Nhiều rất thất vọng, thậm chí còn có chút áy náy. Ôi không, mình bị bắt rồi, họ sẽ giao mình cho hội nghiên cứu khoa học ninja mất. Vẫn còn một tia hy vọng, nhưng đây là một người anh trai tốt bụng, chắc chắn sẽ bị đám ninja phản bội giết chết. Tối cắt tự dâng đến cửa, không dùng thì phí, vừa hay để luyện tập. Muốn hô hoán, tích tụ sức mạnh, thật là một kẻ ngốc. Một học viên ninja làm sao có thể thi triển hóa cầu thuật tốt được? Ngay cả ta cũng không đủ tư cách. Thật sự chưa từng thấy ai thi triển hóa cầu thuật hay sao? Chắc cơ dơ rồi rào hóa thành ngọn lửa. Trần Nhất Phàm phun ra một củ cầu lửa lớn. Củ cầu lửa lao thẳng về phía tên to con. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp bị thiêu thành than. Học viên ninja trước mắt không chỉ thi triển được hóa cầu thuật, mà tốc độ còn nhanh hơn những tên kia gấp đôi. Uy lực rõ ràng cũng mạnh hơn rất nhiều. Từ bao giờ ở cái nơi khí hậu có cái này lại xuất hiện một thiên tài như vậy? Vậy mà ta lại không hề hay biết. À, anh trai, dù chỉ là một học viên ninja, không chỉ thành thạo hỏa độn, mà trình độ rõ ràng đã đạt đến cấp chunin, thậm chí là gunin. Tài năng như vậy mà lại có mắt như mù, cộng 3 điểm thuộc tính. Để chứng kiến một phen, lập tức dùng ánh mắt đầy ham muốn nhìn về phía hai tên còn lại. Những tên phản bội này có thể nói là toàn thân là báu. Rút lui, mau rút lui. Trước mặt ta, các ngươi không có đường thoát. Hãy nhận lấy sự phán xét đi. Mục độn, dâm cảnh thuật, dễ dàng xuyên thủng cơ thể, sau đó tiếp tục mọc ra nhiều nhánh nhỏ. Mặc dù hiệp hội ninja chưa ghi lại thông tin về dâm cảnh thuật, nhưng ước chừng năng lực tổng hợp của dâm cảnh thuật ít nhất cũng có thể được đánh giá là nhận thuật cấp 3 sao, ít nhất phải là gunin mới có thể học. Người anh trai trước mặt không chỉ tinh thông hỏa độn, mà còn sở hữu cả huyết kế giới hạn hiếm có mục độn. May mà mình đã sáng suốt lựa chọn chạy trốn. Đây chính là cuộn giấy hộ mệnh vô cùng quý giá. Giá trị của nó thậm chí còn hơn cả một mảnh vỡ truyền thừa phẩm chất màu trắng. Bí thuật, ngụy trang, tăng hình, ngay lập tức từ trong cuộn giấy cuộn trào ra một lớp chakra đã qua xử lý, bao phủ toàn thân. Dáng vẻ của tên trộm dần dần mờ đi. Ngươi là học sinh trường trung học Đằng Dương số 3 đúng không? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ ghi nhớ kỹ khuôn mặt của ngươi, rồi tìm đến nhà ngươi, ngươi và gia đình ngươi. Hãy chờ đợi sự trả thù của ta trong sợ hãi đi. Vẫn còn ảo tưởng sao? Cho dù ngươi có nhẫn thuật gì, trước đôi mắt này của ta, tất cả đều vô hiệu. Đôi mắt này của ta có thể nhìn thấy rõ ràng cả bóng tối. Chú ý đến sự khác thường trong đồng tử của Trần Nhất Phàm. Bạn hùng kinh hãi tột độ. Đó là tài nhãn xe di ngân. Tên nhóc này vậy mà có thể điều khiển xe di ngân. Hơn nữa còn là tam câu ngọc. Chẳng lẽ ngươi là người của quân gia ở đế đô? Quân gia ở đế đô? Trong đầu Trần Nhất Phàm hiện lên kiến thức đã học trong giờ lịch sử. Quân gia là gia tộc từ thời thượng cổ, trong một bí cảnh dị giới, đã nhận được truyền thừa của Uchiha. Chính vì vậy, chỉ có tộc nhân của quân gia mới có thể tự nhiên thức tỉnh xe di ngân. Không có huyết thống của quân gia, cho dù có được xe di ngân bằng cách nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng khó có thể điều khiển được. Biết được việc tàng hình đã bị nhìn thấu, tên trộm biết rằng hắn ta chỉ có thể liều mạng một phen. Phân thân thuật, tên trộm lập tức phân chia thành hai phân thân, bản thể trà trộn vào trong đó, cầm kiu na lao về phía Trần Nhất Phàm. Cái gì? Chẳng lẽ ta đã rơi vào ảo thuật của xe di ngân rồi sao? Do xe di ngân đã nhìn thấu quy tích di chuyển của tên trộm, thậm chí còn chưa kịp né tránh, tên trộm đã bị xuyên thủng. Cộng 5 điểm thuộc tính, quả nhiên có 5 mảnh vỡ truyền thừa hỗn độn vô danh này. Trần Nhất Phàm mừng rỡ, cất tất cả đồ đạc của mình vào trong cuộn giấy chữ vật. Sau đó cất cuộn giấy vào trong túi, tiếp đó phân bổ 8 điểm thuộc tính vào thể lực. Bảng điều khiển thể lực lập tức cập nhật. 18 điểm thể lực cộng với sự gia tăng của tế bào Hashirama. Thể chất của ta đã đột phá đến Genin cấp 2, nhưng phần thưởng thăng cấp nhận thuật lại không thấy đâu. Chẳng lẽ sự gia tăng của tế bào Hashirama không được tính vào đánh giá cấp bậc? Anh trai, nhờ có anh, em mới được cứu. Để báo đáp ơn cứu mạng của anh.